Đức Anh xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay ở đây mình đang có một con nén máy nén khí khách mang đến, người ta nói là máy chạy mà lâu không ngắt nhé. Chạy lâu không ngắt thì sẵn hôm nay mình làm xử lý nó, sửa chữa nó thì mình chia sẻ đến mọi người xem luôn. Bây giờ mình cắm điện vào cho mọi người xem, cắm điện vào thử cho mọi người xem nhé. Máy chạy bình thường này. Bây giờ khi cắm điện là mọi người dùng tay cắm hút được này, hút kém này. Và chạy khi lấy đa suất cao ấy thì nó sẽ đẩy tay mình ra, hơi cái thổi ngược ra nhá. Đấy, đây là nó thổi ra. Nó không hút luôn này, hút rất yếu. Nó hút rất yếu, đã. Mọi người lên thử ở đây hút nhờ, xem nó hút không. Khi nó lên áp suất cao một tí nữa nó sẽ đẩy ngược ra nhờ. Thì là đúng cái bệnh này. Thì mình sẽ tháo cái đầu này ra để khắc phục cho mọi người xem nhé. Nếu mà nó hút bình thường thì nó sẽ bị ở bệnh khác mọi người nhé. Nó sẽ nhiều nguyên nhân khác. Trước kia là mọi người tháo cái ống lén ở bình này ra nhé. Đó, trước kia là mọi người tháo cái ra. Tiếp theo mọi người tháo bốn ốc này ra cho mình nhé. Trước tiên là mọi người để ý này, đây mình sẽ quay, đây mọi người nhìn rõ nhá, mọi người để ý cái gioăng này, nó ngăn cách giữa bên hút và bên đẩy này, mọi người nhìn này, đó, đây này, khả năng là đấy, cái gioăng đây, đó, và một cái gioăng ở mặt nữa, gioăng này là mình cứ tạm thời biết là như thế này á, và một cái gioăng ở mặt bên dưới này nhá. Mặt bên dưới này có cái gioăng ngăn cách ở cái điểm giữa này, nó ngăn cách giữa bên hút và bên xả. Mình sẽ chạy nó lên cho mọi người xem nhé. Đây, cái dao mình lại nhẹ này, xem nó có đứt không. Đó. Đây. Đó, mọi người xem thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đấy, nó bị rách này, đứt giữa hai ngăn đấy, một ngăn hút và ngăn đẩy đấy, mọi người nhá, nó đứt rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cạo cái gioăng này đi, xong vệ sinh sạch sẽ, xong lắp một cái gioăng mới vào nhá. Đó, mọi người nhìn thấy cái khe đứt chưa. Đó, bây giờ mình sẽ vệ sinh đi. Bẩn chưa? Rất là bẩn này. Mọi người vệ sinh thật sạch nhé. Thật phẳng, cái mặt này càng phẳng nó sẽ càng kín nhé. Không phẳng thì nó sẽ hút hơi kém đấy. Đó, mọi người chưa? Cái này thì mình hay cắt bằng giấy. Cái giấy cứng làm chuyên làm khuôn biến áp ấy. Nói chung là nói sơ qua là anh em hiểu đâu, hoặc là anh em cắt bằng cái giấy amiang cũng được, cái giấy mà amiang người ta chuyên làm gioăng xe máy ấy. Các cái gioăng máy ấy, người ta cũng hay dùng đến. Đó, rất là bẩn này anh em. Đó, bẩn không,
anh em thấy bẩn. Đó, vệ sinh thật sạch nhé. Cái này vệ sinh sạch thì nó sẽ bụi bẩn nó sẽ không vào cái đầu bít tông mọi người nhé. Đó. Thứ nhất vậy đúng không? Thứ hai anh em cũng nên vệ sinh qua cái mặt này. Đó, đây là hai cái lá mía này. Đó. Hai cái lá mía mình cũng vệ sinh luôn. Mình vệ sinh cho nó thật bóng thật sạch nhé. Này tẹo mình lấy giấy nhám mình đánh qua hai cái lá mía đi. Đó, phần trên này mình cũng cạo sạch. Để cho cái nó càng phẳng thì cái bề mặt răng nó tiếp xúc càng tốt nhé. Càng kín nhé. Đó. Anh em nên vệ sinh sạch. Và cái mặt này này, anh em nhìn này. Đấy, bẩn chưa? Toàn thấy bẩn không? Đây mình chỉnh cái máy quay thấp xuống một chút để mình làm cho anh em nhìn rõ nhá. Để cao mình lại với tay cho anh em khó. Đó, cạo sạch đi. Cạo sạch cái răng cũ. Cái máy hơi ấy mà mọi người thử vào mà nó hút kém hoặc khi lên áp suất cao nó không hút nhá thì là cái bệnh này, 80% là cái bệnh này. Còn nếu mà nó hút bình thường ấy mà chạy không ngắt ấy thì mọi người kiểm tra các cái đường lén ở bình nhá, các cái đường ống cấp lén ở bình ấy, hoặc là nhiều các cái đường xả ấy, đường xả ra mình dùng ấy, mọi người kiểm tra xem nó kín chưa. Đó, chỉ mấy cái bệnh đấy thôi, còn cái bệnh không hút mà khi áp suất cao nó lại thổi ngược ra cái đường xả ấy, thì là chỉ là bệnh hỏng cái gioăng ngăn cách giữa bên lén và bên đẩy nhé. Anh em cứ vệ sinh sạch sẽ thật sạch nhé, càng sạch càng tốt để cái bề mặt gioăng nó tiếp xúc kín. Nói cái này mà anh em xem xong video này là anh em cũng có thể làm được luôn. Nó không có gì phức tạp đâu. Đó, anh em cố gắng vệ sinh thật sạch sẽ. Với cái nhá mình vệ sinh hai cái lá mía nhé. Đây anh em đánh qua hai cái lá mía. À, cái này có tác dụng là đóng mở van nhé, bên hút bên xả đấy. Đó, mình để vào đây nhé. Mọi người chú ý này, cái răng này nguyên bản của nó là vẫn còn ok này. Đó, cái này của nó vẫn còn ok. Thì
mình đây mình sẽ chỉnh máy quay lên, mình đặt vào cho mọi người nhé. Đó, cái gioăng này của nó vẫn còn ok thì mình nên để nguyên. Đó, đặt nguyên như cũ. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái gioăng nhé. Đây, mình vừa cắt xong cái gioăng nhé. Đó, mọi người cứ lấy cái mẫu này ra để cắt thôi. Đây mình cắt xong cái gioăng này bằng giấy nhé, giấy mình hay làm khuôn của cái máy cái biến áp đấy, khuôn làm biến áp. Đây mình sẽ bôi một chút mỡ vào đây này để cho cái mặt làm mía nó dính vào nhé, không có dễ rơi. Đó, sau đó mình sẽ đặt vào đây. Mình lấy một chút mỡ mình bôi vào cái mặt này. Đây mình lấy chút mỡ bôi vào cái mặt này để cho nó dính cái gioăng vào nhá. Để cho nó đỡ rơi lệch cái miếng gioăng ra. Chứ không có tác dụng gì đâu, mình bôi vào để cho nó dính thôi. Sau đó mình sẽ luồn ốc vào, tránh tình trạng rơi. Luồn hai con ốc chéo nhau trước nhé. Đó, sau mình sẽ đặt vào đây. Tiếp đến mình sẽ bắt ốc vào thôi nhé. Đó. Sau đó mình sẽ cho cái đường hũ này vào. Đó, ok. Giờ mình sẽ thử cho mọi người xem nhé. Mình sẽ ghim điện vào. Rồi, bây giờ mình sẽ nổ máy nhá. Rồi, mọi người nghe tiếng than này chút sức khỏe này. Đó, mọi người nghe chưa? Rất tốt ạ. Đấy, mình để chạy đến khi máy đã ngắt nhá. Đấy.
nó rất là ok. Mọi khi là cái này nó bị rách là cái gioăng ngăn giữa bên hút và bên nén ấy, nó rách, nó chạy suốt luôn, nó không nghỉ nhá. Rồi chia sẻ đến đây thì mình cũng không còn gì để chia sẻ cả. Thì nếu anh em thấy video của mình hay ấy thì hãy cho mình một like nhá, một đăng ký, một chia sẻ. Anh em có thể đóng góp ý kiến cho mình ở dưới phần comment nhá. Đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Đức Anh. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.